Hôm nay cư dân mạng đã bắt gặp Vương Nhất Bác đang xem trận bán kết giải quần vợt Trung Quốc mở rộng. Điều này là tất nhiên rồi, anh ấy là một chàng trai yêu thể thao. Vương Nhất Bác thực sự mang tới cho người hâm mộ quá nhiều bất ngờ. Trong trang phục thể thao đơn giản, vẫn không thể che giấu được sự đẹp trai của anh ấy. Có thể thấy trong số những nghệ sĩ hoa ngữ hiện nay, Vương Nhất Bác là nam nghệ sĩ có niềm đam mê thể thao nổi bật nhất. Thông qua thể thao anh ấy khẳng định bản thân và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và công việc. Khi tham gia sự kiện của thương hiệu Lacoste gần đây, Vương Nhất Bác đã rất vui khi gặp gỡ tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic. Đặc biệt, khi anh được nhận chiếc vợt và chiếc áo thun có chữ ký của Novak Djokovic. Biểu cảm hạnh phúc và tự hào của Nhất Bác thực sự siêu dễ thương. Vương Nhất Bác rất lịch sự và chu đáo, anh ấy đã tặng Djokovic một chai rượu Mutai khi họ gặp nhau. Cả hai đã có những giây phút vui vẻ tại sự kiện của Lacoste. Quan hệ đối tác của Lacoste với Vương Nhất Bác, một người nổi tiếng lớn ở châu Á, càng làm nổi bật sự mở rộng của thương hiệu. Cách thương hiệu này điều chỉnh các chiến dịch của mình cho phù hợp với đối tượng cụ thể, kết nối Đông và Tây, hiện đại và truyền thống. Hôm nay, diễn viên ca sĩ Vương Nhất Bác cũng gửi lời chúc mừng kỷ niệm 75 năm thành lập nước Trung Quốc mới. Cùng anh ấy, chúng ta cầu chúc cho quê hương thịnh vượng, thời tiết tốt, hòa bình và thịnh vượng. Vương Nhất Bác đã hát những lời chúc phúc tuyệt đẹp cho Trung Quốc. Vương Nhất Bác đã đăng tải toàn bộ video âm nhạc của bài hát mới do Tân Hoa Xã và Nhật báo Thanh niên Trung Quốc sản xuất để chào mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc. Vương Nhất Bác là nghệ sĩ chăm chỉ truyền tải những năng lượng tích cực nhất. Anh ấy sẽ tạo ra những đích đến cho riêng mình và không ngừng mang tới thật nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.